Seneca, Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Hôm nay sẽ là bài viết Tại sao boxing tay trần cổ điển, pugilism, lại khác biệt với boxing thể thao hiện đại nhưng lại quá đỗi giống MMA hiện nay. Bài viết này được viết bởi tác giả Fighting Styles. Và sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Mình có tìm hiểu được hai bài viết rất hay trên Quora với tiêu đề gần giống như vậy. Đặc biệt là Chris Price, một người có kinh nghiệm tìm hiểu về lịch sử của môn boxing. Bạn đọc hẳn sẽ có một cái nhìn rất là khác với boxing nói riêng và những môn võ thuật đến từ phương Tây nói chung khi nó đã bị thay đổi nhiều đến vậy. Pugilism là hình thức ban đầu của boxing hiện nay, có niên đại gần 4.000 năm bắt đầu ở Ai Cập, được du nhập qua Hy Lạp với cái tên Pygmachia, tức là đấm và đá. Sau này thời gian bị cấm ở Hy Lạp và được hồi sinh ở Anh vào khoảng thế kỷ 17-18. Pugilism còn được gọi là bare knuckle boxing, tức là đấm bốc tay trần. Khác với kỹ thuật mà boxing hiện tại đang áp dụng hiện nay với 4 cú đấm cơ bản, chỉ được xuất phát từ mặt trước nắm đấm, kỹ thuật footwork linh hoạt và luật bị ràng buộc bởi những nơi không đấm như là dưới thắt lưng, sau gáy, thì pugilism lại là môn võ chiến đấu hoàn hảo, gần như không có luật ràng buộc và đấm máu. Pugilism theo như Thomas Perkins, một nam tước Anh quốc mô tả năm 1713, là một hệ thống kỹ thuật bao gồm húc đầu, đấm đá háng, khoét mắt, khóa xiết và ném không được cho phép trong boxing ngày nay. Ngay cả miền Nam nước Mỹ thế kỷ thứ 18 sản sinh hẳn ra một kỹ thuật đánh mang tên là goring, tức là khoét mắt. Pugilism cũng có kỹ thuật clinching, nhưng không giống như cách boxing hay là Muay Thái hiện tại chỉ là kỹ thuật ôm. Clinching của pugilism thường túm gáy hoặc nắm tóc đối thủ để cố định đầu và đấm. Có lẽ Conor McGregor vốn là người Ireland, không phải trùng hợp khi kỹ thuật đấm bốc của Ireland tay trần cổ điển cũng giống như là pugilism của Anh. Có thể việc so sánh giữa pugilism với boxing hiện đại là một việc thiếu hợp lý, do pugilism chú trọng vào việc vật nhiều hơn, trong khi boxing hiện đại chỉ là đấm và đấm. Nhưng pugilism cũng sở hữu nhiều kỹ thuật từ nắm đấm, thường chỉ là những đòn đấm thẳng. Boxing hiện tại bắt buộc phải dùng găng. Găng bảo vệ tay tốt, tuy giảm lực đấm đi nhiều, nhưng điều đó cho phép tay đấm có thể tung lực đấm tối đa. Chúng ta thường được nghe rằng Mike Tyson thời kỳ đỉnh cao có cú đấm 534kg. Và đặc biệt nhất là Francis Ngannou, hiện là võ sĩ MMA có cú đấm mạnh nhất lịch sử, lên tới 129.116 đơn vị, xấp xỉ khoảng 700kg. Tất nhiên phải kết hợp cả footwork và thân mình cùng với kỹ thuật luyện tập khoa học thì mới có được cú đấm mạnh mẽ như vậy. Khác với việc đấm bằng găng tay, việc đấm bằng tay trần sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho xương bàn tay, cổ tay khi việc đấm vào đầu là phần xương rất cứng chắc, cứng hơn cả gạch. Những cú đấm thẳng tay, jab hay là cross với nắm đấm nằm ngang thì sẽ dễ gây gãy xương tay hơn so với nắm đấm nằm dọc. Xương bàn tay thứ tư và thứ năm dễ gãy hơn khi đấm bằng cú đấm thẳng nằm ngang như vậy. Đấm thẳng với nắm tay nằm dọc sẽ dễ dàng tung cú đấm nhanh vào mắt và mũi mà lại an toàn, rất phù hợp cho tình huống tự vệ. Pugilism thường không có kỹ thuật móc ngang, hook hoặc là sốc, uppercut bằng tay bởi đòn móc ngang với đòn sốc là đặc trưng của boxing hiện đại khi các tay đấm ở thế áp sát. Thường thì các pugilist chỉ đấm thẳng và kết thúc trận đấu bằng một kỹ thuật vật, khóa xiết. James Fick sinh năm 1684, mất năm 1734. Một trong những nhà vô địch boxing pugilism đầu tiên được ghi nhận. Người đóng góp cho bộ luật của boxing hiện đại thường dùng đòn vật nhiều hơn. Trong một trận đấu của James từng được ghi nhận, ông đã vật ngã một đối thủ và đánh người này tới mức tử vong. Theo nhiều tài liệu chỉ ra, chính vì sự kiện này mà ông cùng học trò Jack Broughton đã ra nhiều luật để hạn chế những đòn bẩn boxing.
Ngay cả những giải đấu bare knuckle boxing hiện nay cũng chỉ đơn giản là dùng kỹ thuật boxing hiện đại nhưng mà không đeo găng. Philippines cũng là một quốc gia có nền võ học đặc biệt chết người, ít chịu ảnh hưởng bởi bên ngoài. Panatukan của họ cũng là một loại boxing tay chân nhưng nổi tiếng hơn ở những đòn gạt đỡ phức tạp, thường được gọi là Filipino Dirty Boxing. Pugilism nói riêng và nền võ thuật châu Âu trước thế kỷ 19 nói chung có rất nhiều điểm tương đồng so với võ thuật của châu Á. Khi mà những cú đấm pugilism thường bắt đầu từ hông như cách đấm của karate, dùng kỹ thuật đấm khuỷu tay, đầu gối như là Muay Thái. Và những trận đánh thường kết thúc nhanh do kỹ thuật cũ xuất hiện từ thế kỷ trước rất là bạo lực và chết chóc, như bản chất của võ thuật vậy. Thế phòng thủ, tấn của pugilism cũng rất khác thế cơ bản của boxing hiện đại. Võ sĩ thường đặt một tay ngang hông để bảo vệ bụng, tay kia giơ trước ngực để giữ khoảng cách. Đầu và cằm nâng cao, trong khi tay đấm hiện đại thường bo găng trước mặt, hoặc một tay thủ mặt kia, một tay đưa trước, cúi đầu giấu đi phần cằm. Điều này có thể dễ hiểu khi tay đấm hiện đại chỉ cần thủ trước những đòn đấm. Đầu là phần quan trọng nhất để bảo vệ, cũng như găng tay cung cấp khả năng phòng thủ và bảo vệ tốt hơn. Còn pugilism sẽ phải chú ý cả những đòn bắt vật, tay chân cũng khiến các vết cắt trên mặt sâu hơn. MMA chính là ví dụ dễ hình dung nhất. James Fick khi giảng dạy pugilism cũng bao gồm những kỹ thuật đấm đá, bắt vật và cả vũ khí như là quyền trượng, gậy, kiếm và khiên. Và một câu hỏi đặt ra cho người viết, liệu điều đó có tương đồng với karate, Vịnh Xuân Quyền hay là Muay Boran, võ cổ truyền Việt Nam? Nhất là việc loại boxing cũ này cũng có cả tập vũ trang. Nhắc đến võ thuật, người ta thường hình dung trong đầu đến karate Nhật, công phu Trung Hoa, Muay Thái. Bởi võ thuật châu Âu thường không có quan niệm lưu truyền và bảo tồn qua nhiều thế hệ. Chúng thường chết yểu hoặc bị thay thế cho hợp, như là pugilism xưa với cả boxing hiện nay, kiếm thuật hề ma xưa với cả Olympic fencing ngày nay, Starvet ngày xưa với Boxy Francaise, Lankane Combat ngày nay. Thời điểm phục dựng lại võ thuật cổ của châu Âu cũng chỉ mới gần đây. Điều đó hiện trong tâm trí những fan của võ thuật. Võ thuật châu Âu thường thông qua các bộ phim Hollywood hay võ thuật Trung Quốc rằng các tay đấm hay là đồ vật thường dựa hoàn toàn vào sức mạnh cơ bắp. Longsword là thứ kiếm cùn nặng nề. Kiếm liễu rapier chỉ có những đòn đâm, tiến và lùi như là thi đấu Olympic. Còn võ thuật thực sự phải là thứ chết người. Có võ đạo uyển chuyển như là Thái Cực. Phải có võ phục gì đó như là Karate Vô Vi Nam. Thật là quan niệm sai lầm, không ít người coi võ thuật châu Âu là thứ thiếu kỹ thuật, chỉ dựa nhiều vào sức mạnh, không phong phú như là châu Á. Có thể một phần là do diện tích châu Âu khá là nhỏ so với châu Á, cộng với bản thân võ thuật châu Âu giữa các quốc gia cũng giống nhau ít yếu tố khác biệt. Và hơn hết, chắc hẳn người châu Á chúng ta, mà nhất là người Trung Quốc, có một cái tôi lớn và cái làm nên tinh hoa và bản sắc của Đông và Đông Nam Á. Phim võ thuật Trung Hoa thường khắc họa một võ sư thanh cao tuy nhỏ con nhưng có thể chống lại một dojo clan với chục karatekas hay là một boxer to lớn hống hách. Phân cảnh đối kháng giữa Mike Tyson, Boss Frank và Trân Tử Đan, Diệp Vấn là một ví dụ. Ngay cả Undisputed 4 của Scott Adkins được nhiều người Việt Nam nhớ đến với vai diễn Yuri Boyka cũng khai thác cùng một đề tài. Trên hình là Hema Longsword với những đòn đánh chết người nhưng cực kỳ linh hoạt. Hema, một tập hợp các môn võ của châu Âu, bao gồm các kiếm thuật và cả không vũ trang. Trên đây là Savate, boxer franchise cũ hay kickboxing Pháp kiểu cũ, áp dụng cả kỹ thuật đấm của pugilism, khi boxer franchise ban đầu chỉ có kỹ thuật đá. Việc được giảng dạy cho cả phụ nữ thì hẳn boxe franchise vốn được dùng để tự vệ, vì trước đây không có các giải thi đấu cho phụ nữ và võ học để tự vệ, cũng được các quý tộc yêu thích mà lựa chọn. Lời kết, lịch sử của pugilism, boxing với một giai đoạn dài được dùng như một môn võ toàn diện, cho đến khi luật boxing thay đổi nhiều mặt kỹ thuật, biến nó thành một môn thể thao đối kháng kiếm về tỷ đô. Nếu đặt một môn võ trên những quan điểm cách mà một môn võ thuật phải có
như là những đòn chết chóc, một lối đánh toàn diện, có bài tập quyền. Thì liệu giờ đây khi judo chỉ được dùng vật, hạn chế khóa xiết trên mặt đất khi mà nó vốn có cả kỹ thuật đấm đá, hay karate không được đấm đầu, không có vật, taekwondo lại chỉ có mỗi kỹ thuật đá, tae là đá, quân là đấm, và tất cả không có kỹ thuật chết chóc nào, thì liệu có coi là võ thuật? Có lẽ lịch sử và quan niệm về võ thuật cũng phải lâu nữa mới có thể loại bỏ đi những quan niệm cũ về nó. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!